tại khu vực bị cô lập xếp chữ SOS trên mặt đất chờ trực thăng tới cứu. Trong ảnh, Ado đã xếp các chữ cứu, cần nước và gạo. Tại làng Kuma thuộc thành phố Kumamoto. Ảnh Reuters theo đài NHK của Nhật Bản, số người chết vì lũ lụt do mưa lớn và lở đất tại đảo Kyushu đã tăng lên 20 người vào ngày 5 tháng 7. Thành phố Kumamoto là nơi chịu thiệt hại nặng nhất về người và của tính đến thời điểm hiện tại. Truyền thông địa phương cho biết lũ quét đã cuốn trôi nhiều căn nhà, xe cộ, thậm chí làm sập cầu đường và khiến một số khu vực bị cô lập. Nhà chức trách vẫn đang cố gắng tìm kiếm 14 người sau khi nước lũ tràn vào và nhấn chìm một trung tâm dưỡng lão ở Kumamoto. Hãng tin Reuters cho biết đây là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất tại Nhật Bản kể từ sau siêu bão Hagibis hồi tháng 10 năm ngoái khiến 90 người chết. Hơn 200.000 người tại đảo Kyushu đã được sơ tán. Một đài truyền hình địa phương phát cảnh người dân được đưa tới một sân vận động. Họ được khử trùng, đo nhiệt độ và phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để phòng dịch COVID-19. Nước lũ chảy như thác vào khu dân cư, biến đường thành sông ở Kumamoto. Nguồn NHK cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong nay mai và cảnh báo người dân nên đề phòng lở đất. Lượng mưa trút xuống vừa qua đã khiến đất tại nhiều khu vực sụt lún. Có nguy cơ xảy ra lở đất kể cả khi không có thêm mưa. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu thành lập một đội phản ứng nhanh và huy động ít nhất 10.000 người thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản để tìm kiếm, cứu hộ. Mạng sống người dân là điều tối quan trọng. Phải nỗ lực tối đa, tìm kiếm người mất tích xuyên đêm, ông Abe chỉ đạo. Bức ảnh được lực lượng phòng vệ Nhật Bản, GSDF, công bố ngày 5 tháng 7 cho thấy người dân ở thị trấn Ashikita xếp chữ kêu cứu trên đường cao tốc với hy vọng trực thăng sẽ tìm thấy họ. GSDF cho biết một trực thăng đã phát hiện những dòng chữ này và lập tức thả người xuống đất tìm kiếm. Ảnh GSDF. Ha ha ha, 问什么的说。